Ngày 23 tháng 2 năm 2008, chiếc máy bay ném bom hiện đại nhất của Không quân Hoa Kỳ Spirit tiến hành hạ cánh tại sân bay quân sự trên đảo Guam. Phi đội gồm 4 chiếc B-2 hoàn thành ngày tập trận cuối cùng tại Guam. Đây cũng là chiếc máy bay cuối cùng trong số 4 chiếc quay về lại căn cứ. Do căn cứ Guam vừa tiếp nhận thêm một lượng lớn tiêm kích và vũ khí, dường như họ không có đủ nhà chứa cho tất cả các máy bay. B-2 luôn được để trong nhà chứa thay vì bãi đỗ, để tránh sự quan sát của các vệ tinh nước ngoài. 3 chiếc B-2 hạ cánh trước đã lấp đầy 3 nhà chứa còn trống. Chính vì vậy, chiếc B-2 cuối cùng buộc phải để ở ngoài. Nhưng việc này được chấp nhận vì họ sẽ khởi hành trong đêm nay. Phi đội 4 chiếc B-2 sẽ thực hiện một nhiệm vụ quan trọng để vận chuyển một loại vật liệu mật từ Guam về lại trung tâm Hoa Kỳ. Chuyến bay mang số hiệu 890127 có hành trình từ đảo Guam để đến Hawaii, Hoa Kỳ, với độ dài đường bay gần 6.300 km, sẽ mất 7 giờ 30 phút bay. Bảy giờ 30 phút tối, chiếc máy bay được chuẩn bị cho một hành trình khá dài. Đêm hôm đó, đảo Guam bị ảnh hưởng bởi một cơn bão khá mạnh trong khu vực. Trời mưa rất to, gió mạnh, lúc này lộ trình vẫn được giữ nguyên. Chiếc máy bay bắt đầu tiếp đầy bình nhiên liệu. Chuyến bay tiếp theo sẽ không mang theo vũ khí. B-2 là một trong những dự án bí mật nhất của Hoa Kỳ. Chiếc máy bay ném bom tàng hình chiến lược được phát triển tại khu vực 51 trong gần 30 năm. Trước khi công bố với công chúng, nhiều người dân đã nhầm tưởng B-2 với đĩa bay. Nhưng sau khi tiếp nhiên liệu, chỉ huy đội bay cảm thấy thời tiết quá xấu. Chính vì vậy, họ quyết định hoãn kế hoạch bay để rời sang sáng ngày mai. Mọi công nghệ trên B-2 đều không giống với các máy bay bình thường khác, trong đó có hệ thống cảm biến. Trên thân B-2 có hàng trăm cảm biến khác nhau, trong đó các cảm biến để đo tốc độ máy bay được đặt ở mũi. B-2 có thể bay trong thời tiết khắc nghiệt, nhưng lại kỵ việc phơi dưới mưa. Sau mỗi lần phơi mưa trong trạng thái không hoạt động, các cảm biến này cần phải tinh chỉnh lại trước khi khởi hành. Mười giờ sáng hôm sau, đội kỹ sư của Không quân Hoa Kỳ tiến hành kiểm tra lại chiếc máy bay trước khi khởi hành. Lúc này sân bay Guam chỉ còn lại 3 chiếc B-2 vì một chiếc đã được lệnh khởi hành trước. Với mỗi chức năng hay số liệu thì B-2 sẽ lấy kết quả từ 4 cảm biến. Máy tính sẽ so sánh kết quả của 4 cảm biến với nhau để đưa ra dữ liệu chính xác nhất truyền đến phi công. Trong lúc kiểm tra, đội kỹ sư đã phát hiện 3 trong số 4 cảm biến đo tốc độ có chỉ số đo bị sai lệch khá nhiều do bị ngâm nước mưa qua đêm. Do cảm biến được đặt khá cao nên các kỹ sư không thể lau khô, mà họ chỉ có thể tinh chỉnh các số liệu trong buồng lái. Họ chỉnh cho 4 cảm biến này có chỉ số hoạt động bằng nhau. Việc cảm biến lệch là điều mà các kỹ sư làm việc trên B-2 đã được lưu ý từ trước. Cảm biến tốc độ trên B-2 khác hoàn toàn so với các máy bay bình thường. Đó là một trong những lý do khiến B-2 có chi phí khai thác rất cao. Tuy vậy, B-2 vẫn là một thứ vũ khí đáng lo ngại với các quốc gia khác khi có thể mang theo 23 tấn bom và có thể chứa đến 16 trái bom hạt nhân. Cơ trưởng là ông Justin Grip. Ông có kinh nghiệm 2.330 giờ bay, trong đó có 336 giờ trên B-2. Đại tá Justin là chỉ huy đội huấn luyện bay số 14 của Không quân Hoa Kỳ. Ông chịu trách nhiệm tiến hành đào tạo phi công cho lực lượng Không quân Hoa Kỳ và các quốc gia đối tác. Ông có 6 bằng cử nhân và 2 bằng thạc sĩ trong quân sự hàng không. Cơ phó là ông Ryan Linh. Ông có kinh nghiệm 2.660 giờ bay, trong đó có 279 giờ trên B-2. Cơ phó là một phi công quân sự thuần túy, với xuất phát điểm là phi công trên tiêm kích F-16. Sau nhiều vòng tuyển chọn khắc nghiệt, anh đã được chuyển sang lái trên B-2. Phi đội gồm đến 4 máy bay B-2 nhưng thực tế chỉ có một chiếc chịu trách nhiệm mang theo vật liệu mật, và đó chính là chiếc máy bay của cơ trưởng Justin Grip. Do một trong số 4 chiếc đã được khởi hành trước để do thám, nên 3 chiếc còn lại cũng lần lượt tiến ra đường băng theo thứ tự như lúc hạ cánh tại Guam.
chiếc máy bay của cơ trưởng Justin Grip sẽ cất cánh cuối cùng. Quy trình kiểm tra trên B-2 khá phức tạp. Cả hai phi công bắt đầu kiểm tra từng máy tính kiểm soát bay, vì đó là đầu não chính của B-2. Trên toàn nước Mỹ, chỉ có chưa đầy 300 phi công là đủ tố chất để cầm lái B-2 và công nghệ được sử dụng trên B-2 chưa từng được công bố. Các thông tin có được về B-2 đều do các chuyên gia quân sự đưa ra. Chiếc máy bay B-2 Spirit được cầm lái bởi cơ trưởng Justin Grip, mang số đăng bạo 890127, được sản xuất bởi Northrop. B-2 là dòng máy bay tàng hình có khả năng xuyên thủng hầu hết các loại radar quân sự ngày nay. Tính đến năm 2021, chưa có bất kỳ hệ thống tên lửa nào trên toàn cầu có thể tìm thấy B-2 trên không. Mỗi chiếc B-2 có giá gần 2 tỷ đô la Mỹ. Trong lúc ra đường băng, phi hành đoàn tiến hành bật hệ thống làm nóng cho các cảm biến. Hệ thống làm nóng này sẽ làm khô các cảm biến bị ướt, đồng thời làm tan băng tại các vị trí quan trọng này nếu có. Cả phi đội được lệnh cất cánh ở đường băng 06R, thời tiết tốt, nhiệt độ 22 độ C, gió hướng 60 độ, tốc độ 25 knots. Họ sẽ cất cánh lần lượt. Chiếc đầu tiên đã nhận được lệnh vào đường băng để cất cánh. Trong lúc đang chờ đến lượt mình, đột nhiên một cảnh báo bằng âm thanh được máy tính gửi đến hai phi công. Cả hai phi công khá bất ngờ với âm thanh này vì rất hiếm khi có cảnh báo từ máy tính. Nhưng họ lại bất ngờ hơn khi máy tính chỉ đưa ra âm thanh cảnh báo mà không đi kèm với bất kỳ tin nhắn lỗi nào. Cả hai phân vân về việc quay lại hay tiếp tục hành trình. Cuối cùng họ chọn tắt cảnh báo và tiếp tục. Sau khi chiếc B-2 đầu tiên của phi đội cất cánh, hai thành viên còn lại cũng nhanh chóng vào vị trí. Do kích hoạt chế độ làm nóng cho các cảm biến nên nước mưa ở vị trí này đã bị bay hơi hết hoàn toàn. Chiếc máy bay thứ hai đã vào vị trí, nhưng suy nghĩ lại, cơ trưởng bắt đầu lo lắng với cảnh báo lúc nãy, vì ông biết chiếc máy bay này bị phơi mưa qua đêm. Cả hai phi công bắt đầu quá trình kiểm tra trước khi cất cánh, đồng thời tìm hiểu xem có gì bất ổn hay không. Trong lúc tiến vào đường băng, máy tính lại tiếp tục gửi một cảnh báo bằng âm thanh đến cho phi hành đoàn. Và cũng giống như lần trước, cảnh báo này không đi kèm với tin nhắn lỗi. Cả hai vẫn quyết định tiếp tục vì lệnh cất cánh được đưa ra. Cơ trưởng Justin Grip là người cầm lái. Cỗ máy gần 2 tỷ đô la Mỹ bắt đầu tăng tốc. Khi đạt đến vận tốc 151 knot tương đương 280 km/h, họ sẽ cất cánh. Đã đạt đến vận tốc cất cánh, cơ trưởng tiến hành kéo cần lái.
Ngay lập tức, phi hành đoàn nhận thấy có gì đó không ổn. Chiếc máy bay phóng lên nhanh và bắt đầu rung lắc dữ dội. Ngay khi rời mặt đất một độ cao nhỏ, chiếc B-2 dừng tăng độ cao và bắt đầu chao đảo. Mọi thứ bắt đầu xấu đi, chiếc B-2 mất độ cao. Pull up. Chiếc B-2 của không quân Hoa Kỳ rơi ngay sau khi cất cánh tại sân bay Guam. May mắn thay, cả hai phi công đã nhảy dù thành công. Ngay lập tức ba chiếc B-2 còn lại của phi đội cũng bị yêu cầu quay về lại. Nhiệm vụ được thay thế bằng các máy bay B-52. Vụ tai nạn gây tổn thất gần 2 tỷ đô la Mỹ, chính thức trở thành thảm họa hàng không đắt giá nhất trong lịch sử nhân loại. Không quân Hoa Kỳ phối hợp với nhà sản xuất Northrop tiến hành điều tra vụ tai nạn. Hiện trường được thu dọn một cách khá nhanh chóng. Sau khi dập lửa, xác máy bay cũng được chùm kín lại. Sân bay Guam tăng cường bảo mật. Cả hai phi công bị thương được đưa đến bệnh viện và đều hồi phục khá nhanh chóng. Lỗi phi công được loại trừ từ lời khai và thiết bị ghi âm buồng lái. Từ đó lỗi kỹ thuật bắt đầu được phân tích từ trận mưa hôm trước. Sau khi các cảm biến bị ướt từ đêm hôm trước đã khiến chúng hoạt động sai lệch ở sáng hôm sau, các kỹ sư đã tinh chỉnh trước khi chuyến bay bắt đầu. Nhưng khi lăn ra đường băng, chế độ làm nóng cảm biến đã làm bay hơi hết nước tồn đọng, làm các cảm biến khô hoàn toàn, dẫn đến việc các chỉ số lại sai lệch với nhau. Từ đó vận tốc đo được nhanh hơn 22 km/h so với thực tế. Số liệu sai khiến phi công cất cánh sai thời điểm. Kết quả là máy bay không có đủ lực nâng, dẫn đến mất kiểm soát. Không quân Mỹ đã yêu cầu nhà sản xuất Northrop hoàn thiện sửa lỗi cảm biến cho 20 chiếc B-2 còn lại của họ. Northrop đã nhanh chóng khắc phục, đồng thời nâng cấp nhiều hệ thống khác. Cho đến nay, B-2 đã đạt được độ tin cậy vượt mọi sự mong chờ của không quân Hoa Kỳ